Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi những chuyện bất công. Có một thực tế là càng những người hiền lành lại càng dễ thua thiệt. Cho dù họ có chăm chỉ đến đâu cũng mãi chẳng thể tiến thân. Trong đó, những con giáp này, đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc ùn ùn kéo đến, tiêu bể đời không hết, khiến nhiều người ganh ghét, đố kỵ. Mặc dù tiền bạc nhiều là thế, nhưng do bản tính hiền lành nên ba con giáp này hay bị thua thiệt đủ đường. Nói vậy không có nghĩa là hiền lành là xấu, nhưng quá hiền lại chỉ tạo điều kiện cho những kẻ mang lòng tiểu nhân được đà lấn tới, ngáng trở, nhất là với những con giáp hiền lành này. Khi có nhiều tiền rồi, đôi khi phải biết cứng rắn đúng lúc, đúng chỗ mới là có lợi cho bản thân. Đừng để người khác thấy mình hiền mà lấn tới có cơ hội hãm hại mình hết lần này đến lần khác. Mình không thể làm hài lòng được tất cả mọi người được. Đừng hy sinh bản thân vì người khác, hãy hy sinh đúng người, đúng thời điểm. Giữ một chút để bản thân được nhẹ nhàng hơn, sự nghiệp cũng sẽ phất lên. May mắn đôi khi lại ập đến, tiền về đầy tay. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Hợi. 1. Tuổi Hợi. Thực thần thúc đẩy cho vận trình của tuổi Hợi hôm nay được thuận lợi hơn. Cần làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ giữa bản thân với mọi người, lắng nghe sự tư vấn của người lớn tuổi. Khi có tam hội xuất hiện, khuyên bản mệnh khi ở trong gia đình, bạn cần học cách lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng mối quan hệ của cha mẹ với con cái. Học cách trân trọng cảm xúc của nhau sẽ giúp mối quan hệ được cải thiện. Thủy khí vượng, khuyên bản mệnh sắp xếp công việc khoa học hơn để dành thời gian nghỉ ngơi, nhất là khi bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi. Chớ nên làm việc quá sức trong hôm nay, nếu không bạn dễ ốm nặng, cần thời gian dài mới có thể hồi phục được đấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp tiếp theo đó là những người tuổi Sửu. Người tuổi Sửu được chính ấn nâng đỡ để tránh phạm những sai lầm trong ngày này. Người đang tìm việc có thể coi được sự giúp đỡ của gia đình, người thân. Hãy lựa chọn cuộc sống ổn định, điều chỉnh lý tưởng theo hướng thực tế và sáng suốt hơn. Tam hội cũng là cơ hội để cân bằng và cải thiện các mối quan hệ của mình với đồng nghiệp cấp trên. Đừng để những xung đột làm tổn thương cả hai phía, khiến hai bên khó tương tác trong công việc. Ngũ hành xung khắc cho thấy tài chính là vấn đề khiến bản mệnh phải nghĩ ngợi rất nhiều trong ngày hôm nay. Bạn có xu hướng lo lắng nhiều về thu nhập và chi tiêu, cần duy trì thái độ thực tế và tiết kiệm cần thiết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh cho thấy, người tuổi Mão có chính tài để nương tựa nên tự tin với các kế hoạch kinh doanh kiếm lời của mình. Không ít người gặt hái thành công trong ngày hôm nay. Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu tích cực về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh. Nhiều người mắc bệnh nay tìm thấy tia hy vọng mới để bạn tiếp tục đối mặt với bệnh tật. Bên cạnh đó, nhiều người tìm ra lối ăn uống phù hợp với thể trạng của mình và dần thay đổi cho đúng hướng. Ảnh hưởng của hình hại vô lễ khiến con giáp tuổi Mão khó kiểm soát được sự nóng giận. Lòng tự tôn khiến bạn không cho phép ai đó thể hiện sự thiếu tôn trọng mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mão 1975 Thủy, hãy biết đủ, chớ nên đòi hỏi quá nhiều. Tuổi Đinh Mão 1987 Hỏa, tính không thực tế khiến bạn thất vọng. Tuổi Mão 1999 Thổ, hờn dỗi chỉ khiến hai người xa cách. Tuổi Tân Mão 1951 Mộc, học hỏi điều mới khiến bạn trẻ trung hơn. Tuổi Quý Mão 1963 Kim, hạn chế phạm phải sai lầm cũ. Đó là con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn tiếp theo không thể bỏ qua, đó là những người tuổi Dần.
4. Tuổi Dần. Xét là số tử vi của những người tuổi Dần cho thấy nhờ có thiên tài xuất hiện trong cung tài lộc thôi thúc người tuổi Dần kiếm tiền, làm giàu. Đồng thời, nó cũng khiến bạn chi tiêu nhiều hơn để chống lại những tác động tiêu cực từ thế giới bên ngoài. Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay phù hợp để hàn gắn tình cảm với một nửa của mình. Bạn không chỉ nói mà nên có những hành động thể hiện sự hối lỗi của mình thì đối phương mới mở lòng cho bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Như vậy chúng ta đã xét xong 4 con giáp. Con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Thìn. 5. Tuổi Thìn. Thiên ấn ghé thăm mang lại sự trợ giúp. Hôm nay ai đó sẽ đưa cho con giáp tuổi Thìn một lời khuyên giá trị, giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức, thậm chí còn giúp bạn củng cố hình ảnh của mình theo hướng tích cực hơn. Đừng quên dành cho họ lời cảm ơn nhé. Tam hợp mang lại phút giây thảnh thơi, an bình bên một nửa yêu thương, nhờ đó mà cả hai cảm nhận rõ sự gắn kết. Nếu có thể, hãy cùng gặp gỡ các cặp đôi khác hoặc cùng tổ chức một buổi picnic để gia tăng trải nghiệm cho cả hai. Ngũ hành xung khắc chỉ ra những sai lầm tiền bạc mà bản mệnh có thể vướng phải trong hôm nay. Bạn nhớ rằng, cân bằng thu chi chính là chìa khóa cho giải pháp liên quan tới tiền của bạn tại thời điểm hiện tại. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Thìn 1964, hỏa, những gì bạn nói có tính thuyết phục cao. Tuổi Bính Thìn 1976, thổ, đừng nói quá nhiều lời nói, mất trọng lượng. Tuổi Mậu Thìn 1988, mộc, nên xem xét lại tình hình tài chính. Tuổi Canh Thìn 2000, kim, tình cảm vững bền và hạnh phúc. Tuổi Nhâm Thìn 1952, thủy, nhận được lời động viên của mọi người. Đó là 5 con giáp may mắn, tiếp theo là những người tuổi Mùi. 6. Tuổi Mùi. Do được chính ấn hỗ trợ để người tuổi Mùi nhận ra đâu là nhiệm vụ cần tập trung, đâu là việc có thể tạm gác lại, nhờ đó mà hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần cố gắng cải thiện giao tiếp, thảo luận cởi mở với đồng nghiệp cấp trên. Dưới tác động của tương hại đã được giảm nhẹ khi con giáp tuổi Mùi hiểu rõ vị thế của mình ở đâu, nhất là tương quan với người thân trong gia đình bạn. Bạn biết với ai thì bạn được tôn trọng, thương yêu, trong khi đó thì ai luôn tỏ thái độ xem thường và chê bai bạn. Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc cho thấy không phải bạn làm gì cũng được đối phương ủng hộ. Lúc này thay vì tranh cãi thì hãy lắng nghe, biết đâu họ có thể cho bạn một gợi ý hay ho nào đó. Nếu bản mệnh quá đề cao cái tôi thì hôn nhân sẽ thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mùi 1955, kim, khó khăn chỉ là tạm thời, hãy vững tin. Tuổi Đinh Mùi 1967, thủy, chớ nên ăn cắp vặt những món đồ linh tinh. Tuổi Kỷ Mùi 1979, hỏa, thôi than thở vì khó khăn hiện tại. Tuổi Tân Mùi 1991, thổ, công việc đã thuận lợi hơn nhiều. Tuổi Quý Mùi 1943 và 2003, mộc, dù sao cũng phải nhớ giữ chữ tín. Quý vị thân mến, hiền lành thật thà và ngây thơ quá thường thua thiệt. Ở đời không phải lúc nào hiền lành cũng tốt, đời không hề đối xử nhân đạo với chúng ta. Chính vì vậy hãy mạnh mẽ, đôi khi làm kẻ ác để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, để chúng ta có thể phát triển hơn về sự nghiệp, tiền tài, tình cảm và tinh thần. Như vậy là chúng ta vừa xét xong những con giáp may mắn trong ngày hôm nay. Mọi thắc mắc của quý vị hãy comment ở ô bình luận bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để được tư vấn chi tiết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.